À, xin chào các bạn. Thì khá là lâu rồi hôm nay mình mới quay trở lại làm video do công việc gia đình các bạn. Nhà mình cháu nhỏ nó bị đau và hôm nay thì mình sẽ quay trở lại làm video dành gửi đến cho các bạn. Thì như các bạn thấy trên màn hình thì cái nội dung của dự án hôm nay mình muốn nói đến đó là Alecon. Thì có lẽ là các bạn sẽ không lo còn lạ lẫm gì đối với Aleo nữa. Đây là một trong những dự án ở Layer 1 và đã rai được khoảng 290 mấy triệu USD các bạn ha. Rồi, mình đã có làm vài video liên quan đến Alecon và cách hướng dẫn các bạn đào Alecon. Thì như các bạn cũng biết thì Aleo là một trong những dự án ở thời điểm hiện tại có thể cho chúng ta đào ra token bằng máy vật lý. Các bạn có thể sử dụng các cạc đồ họa ở trên máy tính và các bạn đào được đồng Aleo. Và ở thời điểm hiện tại thì Aleo vẫn chưa tiến hành mainnet. Các bạn nhớ giùm mình nè, Aleo vẫn chưa tiến hành mainnet. Và thời điểm hiện tại nếu các bạn đào, các bạn chỉ có thể đào được Aleo credit, nhưng mà testnet mà thôi và sẽ không có giá trị sử dụng các bạn ha. Mình cũng nhắc lại. Rồi, hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn đó là gì? Hôm nay mình sẽ test cái cạc RTX 4070 xem thử tốc độ đào của nó là bao nhiêu. Và hôm nay cái cạc mà mình muốn so sánh với nó là cái cạc RTX 3070 Ti. Chúng ta sẽ xem xét thử về cái nhiệt độ, về cái tốc độ đào, xem xét về cái điện tiêu thụ của hai cái cạc này như thế nào và cái tốc độ mang lại của chúng ta là bao nhiêu. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Đây là cái hình chụp nhanh của mình, của cái máy đào Alecon của mình các bạn ha. Thì để mình gắn một cái cạc là RTX 4070 và một cái RTX 3070 Ti để cho các bạn dễ theo dõi và hình dung để so sánh với nhau luôn. Thì như các bạn đã thấy trên màn hình thì tốc độ của RTX 4070 là khoảng 2937 và RTX 3070 Ti ở thời điểm này là 2479. Nhưng mà thực ra tốc độ chính xác của RTX 3070 Ti chỉ khoảng 2300 mấy chục thôi các bạn ha. Ở đây cái driver mình đang xài là 525.105.17. Và ở cái driver này thì tốc độ đào là ở trên màn hình và cái năng lượng điện tiêu thụ của thằng RTX 4070 là 186, khoảng tầm 186 đến 187W và của RTX 3070 Ti thì trên 200W các bạn ha. Tức là gì? RTX 4070 ăn đứt RTX 3070 Ti ở cả tốc độ và lượng điện tiêu thụ. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, nếu như các bạn muốn đầu tư cho mình một cái cạc để các bạn có thể đào được Alecon tốt nhất thì các bạn nên đầu tư cho mình một cái cạc RTX đầu 4. Và các bạn đầu tư cái cạc càng xịn bao nhiêu thì tốc độ mang lại cho các bạn càng cao bấy nhiêu và lượng điện tiêu thụ cho các bạn sẽ càng giảm bấy nhiêu. Và khi đấy, khi Alecon tiến hành mainnet thì cái cạc càng xịn sẽ mang lại cho các bạn lợi nhuận, tức là cái đồng con, số lượng con đào một ngày nhiều hơn. Đây là tốc độ của RTX 4070 với driver là 525 và mình đang chạy cái miner là một tu miner và mình đang chạy trên hệ điều hành là HyperOS Linux các bạn ha. Bây giờ mình sẽ test RTX 4070 sử dụng Damo miner và chạy trên Win cho các bạn cùng xem tốc độ thực tế của nó là bao nhiêu. Và đây là mình đang chạy Win 11 các bạn ha. Rồi, tiếp theo là mình đang sẽ sử dụng bản Damo miner Win V2.3.8 version mới nhất của Damo miner các bạn ha. Tiếp theo, driver mình cài đặt là driver mới nhất tải từ trang web trang chủ của Nvidia. Mình nhớ là hình như là 5.38 hay 5.39 gì mình không nhớ chắc chắn các bạn ha, nhưng mà 5.3 mấy. Tiếp theo, cái Afterburner các bạn ha. Đây cái phần mềm MSI Afterburner. Cái này là dùng để gì? Overlock cái cạc của mình lên. Thì tất cả các thông số mình đang để là mặc định các bạn ha. Và bây giờ mình sẽ chạy cho các bạn xem. Rồi như các bạn cũng thấy trên màn hình thì tốc độ mặc định là khoảng 3.000 mấy chục đây các bạn ha. Và bây giờ mình sẽ cộng thêm gì? Core mình cộng thêm 300 và memory clock thì mình trừ tối đa các bạn ha. Cái power limit thì mình vẫn sẽ giữ nguyên.
Rồi chúng ta cùng chờ đợi xem tốc độ thực tế sẽ là bao nhiêu. Rồi đây là tốc độ sau khi mình overlock, tức là mình co mình cộng thêm 300 và mem mình giảm đi 512, và power limit mình vẫn để là 100, thì tốc độ sẽ là 3.300 mấy chục các bạn ha. Rồi thì để so sánh với lại mình đào bằng một tu miner ở trên HyperOS thì sao? Số watt là năng lượng điện tiêu thụ là 186 và tốc độ là 2937. Tức là ở thời điểm hiện tại với các cạc RTX đầu 4, RTX 4070, RTX 4060, RTX 4080, RTX 4090 thì các bạn sẽ được lợi nhất khi các bạn sử dụng hệ điều hành Windows với version driver cạc màn hình là mới nhất. Rồi, trên đây là một cái video ngắn để mình cho các bạn biết được tốc độ đào của RTX 4070 ở thời điểm hiện tại là bao nhiêu. Mình sẽ kết thúc video ngắn của mình ở đây về Aleocon cũng như về tốc độ đào của RTX 4070 để các bạn có thêm một số thông tin khi muốn đào Aleocon ở thời điểm hiện tại. Mình cũng nói thêm trước khi kết thúc video, đây không phải là lời khuyên đầu tư của mình, và nếu như các bạn muốn đào ở máy tính ở nhà, ở gia đình của các bạn, thì nếu có điều kiện thì các bạn hãy mua cho mình những cái cạc RTX 4070 hoặc là có thể cao hơn 4090, bởi vì các cạc càng cao và càng mạnh thì tốc độ mang lại cho các bạn càng lớn và lượng điện tiêu thụ dành cho các bạn là càng thấp. Thì khi mà Aleo tiến hành mainnet thì ở thời điểm đầu tiên, cái vài tháng đầu tiên, thì theo như mình nghĩ thì tốc độ đào của các bạn sẽ đào được nhiều Aleo nhất, và cái lợi nhuận lúc đó, lợi nhuận về con lúc đó mang lại cho các bạn là cao nhất, bởi vì lúc đó độ khó sẽ là thấp nhất. Càng ngày thì sau khi mainnet, tức là thời gian mainnet càng lâu thì độ khó của mạng Aleo càng cao và cái số lượng token các bạn đào được một ngày sẽ giảm. Mình sẽ dừng video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trên kênh của mình. Xin chào các bạn.